Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka, chương 112, trừng phạt. Dương Gia Lập nhìn vào tờ đơn ly hôn, hiện lên ba ý nghĩ. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu là: còn mẹ nó, anh lại khinh rẻ vốn tiếng Anh của tôi là nát vụn có đúng không? Ý nghĩ này biến mất, cậu nhìn tờ đơn xin ly hôn có hơi mỏng manh trong tay, đột nhiên lại có hơi yếu lòng và do dự. Thật ra cậu cũng chẳng phải nghi ngờ tình cảm mà Diệp Đình đối với cậu. Thậm chí cậu cũng có thể tưởng tượng ra được, khi Diệp Đình chính tay ký vào tờ đơn xin ly hôn này, đôi mắt đã đỏ hoe mà đặt nó vào trong chiếc hộp một cách cẩn thận. Khi đưa nó cho cậu, tâm tình của hắn đã khó chịu như thế nào? Ngón tay Dương Gia Lập có hơi rung lên, nhìn vào tờ đơn xin ly hôn này ngơ ngẩn thật lâu. Khi cậu đã lấy lại được tinh thần, trong đầu cậu liền hiện lên cái ý nghĩ thứ ba. Đây chắc không phải là một kịch bản nữa của Diệp Đình, lại là chuẩn bị một kế sách nữa đối với cậu chứ. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Dương Gia Lập lại đột ngột xông lên một cơn lửa giận. Cậu mới vừa bị mềm lòng trong nháy mắt kia, biết đâu chừng lại là phản ứng nằm trong tính toán của Diệp Đình. Nghĩ đến đó, Dương Gia Lập liền khó chịu, đập bàn đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, vừa rảo bước vừa nghiến răng, nghiến lợi hừ lạnh. Đồ chó điên, thật sự cho rằng tôi không dám ly hôn, không nỡ ký tên có phải không? Cậu rút lấy cây bút ở bên cạnh, mở nắp ra. Khi ngòi bút vừa chạm vào lên mặt giấy, Dương Gia Lập khựng lại mất một lúc, sau đó khẽ cắn môi, ký tên mình vào. Chỉ có điều chữ ký siêu siêu vẹo vẹo, có thể nhìn ra lúc đăng ký tay đang run rẩy. Dương Gia Lập ném bút sang một bên, nhìn vào tờ đơn ly hôn đã được ký xong. Lúc đầu còn cười khẩy, cảm thấy hả giận, nghĩ rằng cuối cùng thì lần này đã không làm theo sự tính toán của họ Diệp kia, cuối cùng đã có thể khiến cho hắn một lần kinh ngạc ngoài dự liệu. Nhưng mà càng nhìn, trong lòng cậu lại càng dần trở nên rối rắm. Cuối cùng cậu cau mày thật chặt, nhét đơn xin ly hôn vào trong hộc bàn, sau đó bực dọc vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, cậu nằm lên giường, nhìn trần nhà đang bị ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào chia cắt thành hai vùng sáng tối. Cậu ở trong chăn mà vô thức vuốt ve lên chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay, tâm tư nặng trĩu. Kim đồng hồ tích tắc chỉ một giờ. Trong đầu Dương Gia Lập đều là những suy nghĩ lung tung, khó mà ngủ được. Cậu vò đầu bứt tóc ngồi bật dậy. Cậu bước xuống giường, tặc lưỡi một tiếng, bước ra khỏi phòng ngủ, định khuấy cho mình một ly sữa để uống. Mới vừa bước đến phòng khách, cậu đã nghe thấy ở bên cạnh truyền đến âm thanh ư ư rất nhỏ, là Tiểu Hoàng. Dương Gia Lập nhíu mày một cái, bước đến ngồi xếp bằng xuống bên cạnh ổ chó. Cậu nhìn Tiểu Hoàng còn đang mở đôi mắt tròn xoe, cười một tiếng. Đã trễ vậy rồi, sao còn chưa chịu ngủ? Tiểu Hoàng kêu lên một tiếng không lớn lắm, chắc là sợ sẽ đánh thức A Phúc đang nằm ngủ ở cách đấy không xa. Nó dịch chuyển cơ thể chậm chạp đến gần, rồi im ỉm mà dựa chiếc đầu nhỏ lên đùi Dương Gia Lập. Dương Gia Lập sửng sốt, đưa tay ra vuốt ve đầu nó. Dương Gia Lập cúi đầu xuống, thở dài, nhẹ giọng nói. Thật ra, các con cũng nhớ anh ấy lắm phải không? Tiểu Hoàng ngoe ngoảy cái đuôi, cũng chẳng biết có phải nghe hiểu hay không. A Phúc rõ ràng là do chính ta nhặt về, đưa nó đi thú y, cho nó ăn. Kết quả thì hay rồi, bây giờ nó đi theo con, cứ đến buổi chiều thì liền ghé vào cửa ngóng người ta. Ngay cả ta cũng hiếm khi được đối xử như vậy, nó thật là không có lương tâm. Dương Gia Lập cong môi. Anh ta đối với con thật sự rất tốt phải không? Không phải chỉ đơn thuần đem con trở thành một công cụ để sử dụng. Nuôi dưỡng thú cưng cần phải thật kiên nhẫn. Muốn nuôi được cảm tình thì càng chẳng dễ dầu gì. Nếu không, con cũng sẽ không nhớ anh ta, rồi cố chấp mà trông ngóng anh ta trở về như vậy. Có đúng không? Tiểu Hoàng có hơi ngẩng đầu, nhỏ giọng mà gâu một tiếng. Dương Gia Lập tiếp tục vuốt ve đầu nó, cười cười, ánh mắt lại nhìn về nơi xa xôi, suy nghĩ miên man. Đến cả Tiểu Hoàng dựa vào trên đùi cậu ngủ khi nào rồi, cậu cũng chẳng hề hay biết. Ngày hôm sau, sau khi thức dậy,
Dương Gia Lập lại lấy tờ đơn xin ly hôn kia ra một lần nữa. Cậu nghiêm túc mà nhìn mất một hồi lâu. Đến giữa trưa, cậu tựa như mới vừa quyết định được điều gì đó. Cậu trịnh trọng đặt tờ đơn xin ly hôn này vào lưu trữ trong ngăn tủ. Cậu đến chợ thực phẩm, mua một ít thức ăn về, xào xong thì cho vào hộp, đưa đến công ty Diệp Đình. Cậu không gặp mặt Diệp Đình mà trực tiếp đưa cơm trưa giao cho trợ lý ở trên tầng, bảo cô ta giao lại. Đợi cho Dương Gia Lập đi rồi, mấy trợ lý mới tò mò, liếc mắt nhìn trộm một cái. Các cô ấy vừa mới mở hộp thức ăn ra, cả mày đều nhíu lại, vẻ mặt trở nên kỳ kỳ quái quái. Dương Gia Lập đưa thức ăn đến là món vịt xào tỏi. Người khác có thể không biết, nhưng thân là trợ lý của Diệp Đình, các cô ấy đều có những hiểu biết nhất định với thói quen của Diệp Đình. Diệp Đình ghét nhất những món ăn có tỏi, rau mùi, nấm, thịt vịt và hạt mè. Mấy người trợ lý nhìn nhau, có một người ngẩng đầu nói một cách khó xử. Đây là Dương tiên sinh đang cố ý có phải không? Thư ký Phùng cũng cảm thấy hoang mang, nhưng lại không nói gì, chỉ đậy hộp thức ăn lại, nói: Chúng ta cũng chẳng cần suy đoán đâu, nếu đã là Dương tiên sinh đưa đến thì cứ y như vậy mà giao cho Diệp tổng là được. Sau khi Diệp Đình họp xong trở về, thư ký Phùng liền báo lại chuyện này với hắn. Diệp Đình nghe bảo rằng Dương Gia Lập chính tay đưa bữa trưa đến cho hắn, đôi mắt thoáng cái đã sáng rỡ. Đến lúc mở hộp thức ăn ra, nhìn thấy những thứ ở bên trong, hắn thoáng cau mày, nhưng lại chẳng nói gì mà yên lặng ngồi xuống cầm đũa, không một câu oán hận mà ngoan ngoãn ăn sạch sẽ những thứ ở bên trong. Thậm chí, sau cùng còn tự tay rửa sạch hộp thức ăn, nhờ thư ký đưa lại. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Dương Gia Lập đều mang bữa trưa đến cho Diệp Đình. Ngày đầu tiên là thịt vịt xào tỏi, ngày hôm sau là thịt vịt kho rau mùi, ngày thứ ba là thịt vịt hầm nấm, ngày thứ tư là hỗn hợp thịt vịt xào với tỏi, rau mùi và nấm, còn kèm theo một chén súp mè đậm đặc. Mỗi ngày, thư ký đều làm tròn bổn phận mà giao thức ăn cho Diệp Đình. Diệp Đình cũng sẽ lại ăn hết tất cả, không sót một chút cặn nào. Thậm chí thư ký còn nghi ngờ rằng nếu một ngày nào đó Dương Gia Lập bưng thuốc trừ sâu đưa tới, bảo là đích thân mình làm, nói không chừng Diệp tổng cũng có gan mà uống một ngụm sạch bách. Vào ngày thứ năm, Dương Gia Lập đưa đến một phần cà chua xào trứng. Khi Diệp Đình đang thắc mắc sao hôm nay thức ăn bỗng dưng lại trở nên ngon hơn, Dương Gia Lập lại không trừng phạt hắn nữa, thì hắn nhìn thấy ở dưới hộp thức ăn có một tờ giấy. Về việc xin ly hôn, tôi muốn nói chuyện với anh. Tối nay 8 giờ, gặp nhau ở phía đông sân vận động trường Đại học Thương mại. Ánh mắt Diệp Đình trở nên biến đổi, sau một lúc lâu mới đem tờ giấy cất vào trong túi cẩn thận. Thật là vất vả mới chịu đựng được đến 7 giờ rưỡi tối, Diệp Đình một khắc cũng không chậm trễ liền ra khỏi công ty, lái xe đến Đại học Thương mại. Đại học Thương mại là trường học cũ của hắn và Dương Gia Lập, mấy năm nay thay đổi cũng không ít. Diệp Đình băng qua khu ký túc xá cùng khu dạy học, cuối cùng đến trước phía đông của sân vận động. Qua hàng rào, hắn thấy tất cả đèn trong sân vận động đều đã được bật lên. Sân bóng rộng lớn rất náo nhiệt, người đông nghìn nghịch. Những người này đang mặc đồ ngụy trang và đội nón quân đội, xếp thành từng hàng ngay ngắn. Tiếng còi vang lên tứ phía, định hướng từng bước di chuyển của học sinh. Đại học Thương mại đã suy nghĩ cho học sinh nên đã chuyển đợt huấn luyện quân sự sang đầu mùa xuân học kỳ 2. Lúc này chắc chắn là đám học sinh đang huấn luyện ban đêm. Diệp Đình vào sân vận động, bình thản vòng qua đám người này. Hắn nhìn về phía xa xa, ánh mắt vừa lúc nhìn thấy Dương Gia Lập đang ngồi ở phía sau của một nhóm học sinh đang nghỉ ngơi. Dương Gia Lập ngồi trên cỏ dựa vào hàng rào, gương mặt thiếu niên thanh tuấn, đôi mắt bị ánh đèn phản chiếu hơi hơi tỏa sáng. Vào khoảnh khắc Diệp Đình và cậu bốn mắt nhìn nhau, trái tim hắn rạo rực đập lên dữ dội. Hết chương 112.